Nấu ăn là hoạt động đòi hỏi sự khéo léo và bạn nghĩ đó là một công việc nhẹ nhàng. Nhưng ở thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có một món ăn tiền vua vô cùng đặc biệt. Người dân ở đây nói rằng đây là một món ăn thử thách thể lực của bạn. Một loại chả càng mỏng càng ngon, khô nhưng không rắn, ngậy cho vào miệng tan ra. Chả gà làng Tiểu Quan này thì nó cũng có từ lâu đời rồi. Người làm món chả gà này nó rất cầu kỳ, nó nhiều công đoạn, làm nó tỉ mẩn, làm phải cẩn thận. Nguyên liệu chính cái món chả gà này thì nó là gà rồi, trứng gà, lấy lòng đỏ, hành và gừng, cho thêm mỡ lợn để thái hạt lựu để trộn lẫn vào nước cột gừng, hạt tiêu, nước mắm. Đấy, trộn lẫn vào thì xong cho ra phen và dàn mỏng, cho vào lò nướng. Ông ơi, tại sao mình lại phải rút cái gân trắng sau khi mà mình giã hả ông? Phải rút cái gân này ra hết, nhặt đi thì lúc dàn vào phen nó nướng, cho vào nướng thì nó không bị co nằm vỡ. Đây là cho vào cối này, bây giờ cho đầy đủ các cái gia vị vào. Đấy. Bây giờ cho nước cốt gừng và nước cốt hành. Đây là mỡ lợn thái hạt lựu cho vào. Đây xong để con trộn luôn giúp ông nhé. Đấy. Đó, cho đầy đủ các thứ gia vị vào rồi, bây giờ mình chỉ đảo đều thôi. Rồi con càng hiểu hơn là tại sao ông nói là phải rất cẩn thận. Tại vì là ở công đoạn giã là con thấy là không thể mạnh tay được, phải rất là nhẹ nhàng. Mình trộn đầy đủ gia vị rồi thì bây giờ mình cho vào phen để đàn cho nó mỏng ra. Bây giờ đậy lá chuối xong, bây giờ là mang đi nướng thôi. Mà đây để con đậy cho ông ạ. Ừ, chào anh. Ăn cái này nhai kỹ. Đúng như ông nói là món chả gà phải nhai thật là kỹ, không được ăn vội vàng để cảm nhận từng chút một. Đúng. Ăn chơi, ăn vui thôi. Đúng. Chứ không phải là mình ăn để no. Thế cho nên con mới cảm thấy là món ăn này làm cho một thời gian rất là dài như vậy là cũng có lý do của nó đúng không? Đúng. Và con cũng không nghĩ là chả nó lại mỏng như thế này. Cái món ăn này mình ăn là ăn nó tử tốn, ăn theo kiểu nhấm nháp chứ không phải là ăn nhanh, ăn như các cái món khác thì mới cảm nhận được các cái vị ngon của nó. Bản thân con cũng đã trải nghiệm cùng ông trong ngày hôm nay. Để làm món chả gà, từng công đoạn đều phải rất là nhẹ nhàng, cẩn thận và kiên nhẫn, thể hiện cái sự tỉ mỉ của mình trong từng công đoạn và đặt cái tâm huyết vào món ăn. Và khi mà thưởng thức cũng phải rất là nhẹ nhàng, từ tốn ấy. Nó giống như là một cái phong cách của con người nơi đây nữa. Hay là đây là một món ăn thực sự gây ấn tượng rất là lớn đối với con. Và chắc chắn rằng có cơ hội thì con sẽ giới thiệu bạn bè món ăn này. Và con cũng hy vọng là trong tương lai con sẽ có nhiều cơ hội hơn trở lại đây để cùng ông thưởng thức món ăn này và làm nhiều những món ăn ngon khác ở vùng Tiểu Quan nữa ạ.